Yến Sào Khánh Hoàn và Embedness cho ra đời nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, mang đến quý khách hàng hương vị khó quên. Embedness đã nghiên cứu đưa ra các dòng sản phẩm yến thượng hạng cao cấp trúc long nguyên tổ, tổ yến tinh chế thượng hạng, đặc biệt tổ yến tinh chế A5 trúc long nguyên tổ. Kỹ thuật sấy tiên tiến còn được gọi là làm khô lạnh hoặc kỹ thuật khử nước. Embedness sản xuất tổ yến ăn liền trên công nghệ sấy thăng hoa hiện đại. Một vài thao tác đơn giản là bạn sẽ có ngay một chén yến nóng hổi thơm ngon. Bước 1. Mở nắp hộp và bao bì. Bước 2. Đổ nước tinh khiết vào đến ngang miệng chén. Bước 3. Giật dây bên cạnh chén, đậy nắp lại chờ từ 3 đến 5 phút. Sau đó mở nắp và khuấy đều yến lên và thưởng thức. Nhiều sản phẩm đa dạng như nguyên vị, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, hạt sen táo đỏ, gừng. Embedness còn cho ra mắt dòng sản phẩm súp tổ yến hải sản như tôm, bào ngư, cua, sò điệp. Sản phẩm yến ăn liền, không cần qua chế biến, nấu nướng. Embedness, trao sức khỏe, gửi yêu thương.